Kính thưa các quý vị, thưa toàn thể các anh đồng, các nghệ nhân dân gian, kính mến Thanh Đồng Hồ Đồng Thai năm nay ở tuổi 41 với nhiều khả năng trải nghiệm cuộc đời và đã tâm theo hầu hồng thánh. Thanh Đồng đã chuyên tu để có ngày thánh quả, lòng trời trời trị người thống công. Cho tới nay, Thanh Đồng đã phát triển khả năng hoàn hảo, vừa là người có khả năng sơ xếp hết việc âm, có độ tự sát cao, vừa là người có pháp sự khả năng dồi dào. Thanh Đồng được kết hợp hợp hài hòa văn hóa tín ngưỡng và văn hóa dân gian để trở thành một kho tàng tín ngưỡng phục vụ cộng đồng. Chúng ta đây một tràng pháo tay để chào mừng Thanh Đồng đầu mùi tăng đây. Lên nhà thơm bát nước quỳ tâu
Oh,
phần hồng sai ngài. Làm mề vòng bắt qua ai đi trang vòng mong cô bé lại làm khốn thay. Nếu biết cô ra thì đến kêu cô cho nước suối canh tính khỏi liền cô đi yêu người giờ dài giờ đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Giáo dục con cháu miền Trạm Thanh Đồng trong cuộc giao lưu ngày hôm nay.